Các bộ sưu tập thời trang năm nay được các nhà thiết kế tập trung thể hiện bằng những kỹ thuật mới, đa dạng, sáng tạo và đột phá từ họa tiết, đường cắt, form dáng, màu sắc, chất liệu để làm nên các tác phẩm thời trang mang tính thẩm mỹ cao và chất lượng tốt nhất. Những thông điệp về cuộc sống được nhìn dưới góc độ của thời trang cho thấy tư duy đột phá, sáng tạo mới của các nhà thiết kế trẻ đóng góp cho cộng đồng và nâng tầm ngành công nghiệp thời trang Việt Nam. Quá trình học tập tại LCDF thì mình đã học được rất nhiều thứ bổ ích, và nếu như không có LCDF thì mình nghĩ là mình không có cơ hội trải nghiệm nhiều đến thế và không thể khám phá khả năng mình có thể làm đến đâu. Và sau buổi trình diễn tốt nghiệp này thì mình mong muốn là mình có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang vừa có thể kết hợp vẻ đẹp và nghệ thuật và tính ứng dụng trong sản phẩm của mình trong tương lai. Trong giai điệu của âm nhạc, từng thiết kế thời trang vẽ nên một câu chuyện khác nhau, đưa người xem đi từ ký ức này tới những cảm xúc khác. Đây là bộ sưu tập mang tên Hộ Mệnh của nhà thiết kế trẻ Vũ Thanh Vân, mang nét đặc trưng trong văn hóa và lịch sử Việt Nam nhưng vẫn phảng phất một chút hơi thở hiện đại, trẻ trung. Bảng màu chủ đạo là xanh nước biển, tượng trưng cho bầu trời thanh bình, yên ả của Hà Nội. Bộ sưu tập nhận được sự đánh giá cao của ban tổ chức và khán giả tham dự. Mình bắt đầu với bộ sưu tập này hứng thú của bắt nguồn từ chính tuổi thơ của mình, sinh ra và lớn lên ở tại đất nước Việt Nam này mình đã 20 năm nay, và hồi đó nhưng mà bố mẹ của em thì cũng đã cao tuổi rồi, và tuổi thơ của em gắn liền với khu chung cư xây từ những năm 60 và nó vẫn trụ đến bây giờ, và thật là thiếu sót cho em, thấy thế hệ ngày nay thật thiếu sót nếu không được trải qua những tuổi thơ đơn giản đó. Và em muốn làm bộ sưu tập này gợi nhớ về khoảng thời gian đó, một quãng thời gian công nghệ có thể thiếu thốn, vật chất có thể thiếu thốn nhưng nó đơn giản và con người đối xử với nhau vì tình cảm. Bên cạnh đó là triển lãm trưng bày tác phẩm nghệ thuật tái hiện quá trình hình thành ý tưởng thiết kế ban đầu đến sản xuất và marketing của các nhà thiết kế trẻ. Khách đến tham quan triển lãm sẽ được trực tiếp khám phá các bộ sưu tập được hình thành thông qua hồ sơ nghệ thuật, phim thời trang, sản phẩm thiết kế mẫu thực và trò chuyện cùng các nhà thiết kế. Các bạn nhà mình rất là nhỏ, các bạn mới là đầu cấp 2 thôi, nhưng mà mình vẫn muốn khơi gợi và tạo những cái trải nghiệm thực tế cho các con, để các con đến đây, các con nhìn thấy các anh chị lớn là những người trẻ rất là năng động, tài năng, và mình là một người yêu thời trang và mình cũng muốn có con gái và vẫn cũng muốn các con yêu thời trang. Nhưng cái điều quan trọng nhất và đặc biệt ở đây là mình thấy rằng là các bạn trẻ ở đây rất là năng động, sử dụng tiếng Anh rất là tốt, và cái môi trường sáng tạo của các bạn ấy là một điều mà mình muốn các con mình có thể học hỏi và hướng tới. Sự kiện này thì chúng tôi rất mong muốn là sẽ giúp cho các nhà thiết kế của chúng tôi có những bước khởi đầu vững chắc nhất với doanh nghiệp, và đồng thời là đối với doanh nghiệp thì họ cũng có thể tìm hiểu được những cái mà cách suy nghĩ, cách nhìn nhận của giới trẻ bây giờ về cuộc sống, hay là những cách mà ăn mặc, tất cả những thời trang của chúng ta là cuộc sống, và để hai bên xích lại gần nhau. Cùng với các hoạt động trình diễn và triển lãm thời trang là hội thảo về nghề nghiệp với sự tham dự của các chuyên gia cùng các workshop miễn phí dành cho các bạn trẻ đam mê thiết kế sáng tạo, mong muốn được thử sức cơ hội với ngành công nghiệp sáng tạo trong tương lai.